Cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón chào các bé rồi, nhưng không biết ở nhà ba mẹ và các bé tâm thế như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với mẹ và bé Thanh Thi nha. Cô Thảo xin chào mẹ và bé Nhã Thi. Mẹ xin chào các Thảo. Chào. Cô Thảo tâm sự với mẹ chút nha. Trong thời gian này nè, các cô ở trường mầm non 12 thì đang chuẩn bị rất là ráo riết về môi trường xanh là sạch đẹp để đón con vào, thì không biết là mẹ và con ở nhà như thế nào vậy? Dạ thì lúc mà em nghe có Thảo nói là bé chị Thi tới trường thì em mới làm xã cũng rất là vui luôn á. Dạ. Thì bé được tới trường thì mời chúng em cũng yên tâm đi làm, đi công tác này nọ á, rất là vui và rất là mừng luôn. Rồi nói cháu đi học thì rất là tốt và rất là ngoan giỏi luôn. Dạ thầy. Dạ. Dạ. Em cũng mong là cháu sớm được tới trường. Nên giờ nghe có Thảo nói vậy em rất là vui. Dạ. Bây giờ Nhã Thi thì sao nè? Còn bạn Nhã Thi thì sao? Nhã Thi có vui không? Nhã Thi thích đi học thì Nhã Thi ghe lên cho cô Thảo biết cái này. Ghe lên. Lại mắc cỡ nữa rồi. Dạ. Dạ. Thì thôi không sao hết. Mình muốn mắc cỡ vô gặp cô Thảo là hết mắc cỡ liền rồi nha. Rồi cô Thảo cảm ơn mẹ và bé Nhã Thi nhiều nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của mẹ và bé Minh Phúc nhé. Cô Thảo xin chào mẹ và bé Minh Phúc. Chào con Thảo. Thảo chào con, chào mẹ. Chào. Mẹ ơi, cô Thảo trò chuyện với mẹ và con một chút nha. Hiện tại thì ở trường á, các cô đang chuẩn bị rất là ráo riết môi trường sạch và đẹp để đón các con vào học trong những ngày sắp tới. Cái không biết thì ở nhà mẹ với bé thì tâm thế như thế nào nè? Mình có náo nức để vào trường không ạ? À? Sao? Minh Phúc sao? Minh Phúc tại sao? Minh Phúc sắp được đến trường rồi, Minh Phúc tại sao? Thầy. Dạ. 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 Nếu mà con thích thì con ghe. Giúp một cô thêm khi nhìn thấy cô giáo ở trường đẹp và rất là vui nhìn thấy các bạn chơi cô. À, vui quá ta. Đúng rồi, cô Thảo cũng rất là vui khi mà thấy con đến trường nha. Thế còn mẹ sao ạ? Mẹ nghe là sắp cao con sắp tới trường thì mẹ thấy sao ạ? Mẹ cũng khi cũng vui hơn con. Đi học thì mẹ thấy là ở nhà mẹ cũng yên tâm, tại vì ở nhà mẹ cũng chỉ dạy online á, thành ra là con vẫn đi học á. Thì các con được đi học rồi thì được các cô trông, các cô dạy cho, thành ra là vừa có người giữ cho mà lại vừa có người hướng dẫn các bé, thành ra là mẹ cũng rất là yên tâm để làm các con bé ở nhà ngoài này mẹ, tại vì mẹ cũng dạy online, thành ra là nhiều lúc mà bé không có người chơi mẹ cũng rất là buồn. Nhưng bây giờ mình đi học thì vừa có người chơi lại được học những cái gì mà phù hợp với lứa tuổi của mình thì mẹ cũng rất là yên tâm. Dạ. Dạ cái đó là cái
cái mong ước chung của tất cả các phụ huynh của trường mầm non 12 nói riêng và cả các phụ huynh của thành phố Hồ Chí Minh nói chung ha. Em cũng mong là dịch bệnh sẽ mau hết sớm và để chúng ta quay trở lại trường. Cô cũng rất là mong gặp lại mẹ và bạn Minh Phúc nha. Rồi. Bây giờ thì cô Thảo xin chào bạn Minh Phúc và chào mẹ nha. Hẹn gặp lại. Rồi, ba cô Thảo hẹn gặp lại nha. Ba mẹ thân mến, dù trong tình hình dịch bệnh như thế này, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm của các cô dành cho các bé và ngược lại các bé dành cho các cô. Cho nên các cô đã tạo ra Google Meet để có thể kết nối với các bé, dù chỉ là bằng tiếng nói và hình ảnh nhìn nhau qua màn hình, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm của các cô dành cho các bé với những hoạt động kết nối yêu thương thật là dễ thương sau đây. Tiên